Hải chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tiếng tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa tập 20 Do Tịnh Thông Lão Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 24 tháng 4 năm 2010 Giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống <laughs> Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 19 Hàng thứ hai Chúng ta đọc một đoạn kinh văn Hữu yếu giải dân Ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh Bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian Phi quá khứ, phi hiện tại, phi dị lai Phi thanh, hoàng, xích, bạch, trường đoạn phương diên phi hương phi dị phi xuất phi pháp mệt chi liệu bất khả đắc bất khả ngôn kỹ vô cụ tạo bách giới thiên như bất khả ngôn kỳ hữu ly nhất thiết duyên lực phân biệt ngữ ngôn văn tự tướng nhi duyên lự phân biệt ngữ ngôn văn tự phi ly thử biệt hữu từ tánh chúng ta xem thấy đoạn này cụ hoàng niệm tổ trong phần bổn kinh thể tánh đã dẫn một đoạn từ sách yếu giải của ngẫu ích đại sư vì Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ thuộc cùng một bộ Cổ nhân gọi hai kinh ấy là Đại Bổn và Tiểu Bổn Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Đại Bổn Kinh Di Đà gọi là Tiểu Bổn Nhưng thể tánh để y cứ của hai kinh hoàn toàn tương đồng Nói thật ra, hết thảy các kinh đại thừa đều có cùng một thể tánh Thể tánh ấy gọi là thật tướng Chúng ta cũng có thể nói như thế này Phở Thích Ca Mâu Ni Phật Tài Thế Nói hết thể các kinh trong 49 năm Đã dựa vào đâu? Nương vào đâu để nói? Một câu Chư Pháp thật tướng Tức là chân tướng của hết thầy các Pháp Dựa vào đây để nói Chúng ta lại hỏi một câu Hết thể các kinh đã nói trong 49 năm Nhằm giảng những gì? Dùng một câu để trả lời Vẫn là một câu này Chư Pháp thật tướng Hết thảy các kinh đã nói trong 49 năm Nhằm giảng cho chúng ta chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Một câu bèn nói minh bạch Kinh Bát Nhã thường nói chư Pháp thật tướng Bốn chữ này hay lắm Ở đây Ngậu Ích Đại Sư đã giảng chư Pháp thật tướng là như thế nào? Đoạn này nhằm miêu tả hình trạng của nó Điều khó hiểu Là một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta Câu này hết sức khó hiểu Hiện tiền là chính ngay lúc ấy Nhất niệm đã chẳng dễ hiểu rồi Bình thường chúng ta khởi tam đồng niệm Niệm ấy rất thô ở đây nói tới niệm di tế niệm vô cùng di tế chúng ta phải hiểu rõ điều này chẳng phải là thô niệm như chúng ta đang khởi tâm động niệm trong hiện tại trong bồ tát sử thai kinh có một đoạn nói đức thế tôn đối trước di lạc bồ tát giảng giải phật dẫn di lạc tâm hữu sở niệm đây là phàm phu chúng ta tâm khởi lên một niệm trong thời gian rất ngắn ngủi tạm bợ bèn dấy lên một niệm trong một niệm ấy có mấy niệm có mấy tướng có mấy thức hỏi điều này chúng ta sẽ biết phàm phu chúng ta dấy lên một niệm trong một niệm ấy có bao nhiêu tế niệm khiến cho chúng ta nhận biết có một niệm dấy lên quá bao nhiêu niệm Tướng là hiện tướng vật chất. Thức là hiện tượng tinh thần. Tôi nghĩ rất nhiều người trong quý vị đều từng niệm Tam kinh. Tam kinh nói tới ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Phật nói mấy tướng thì đó là sắc, tức sắc tướng, đây là một phần vật chất. Mấy thức là nói về thọ tưởng hành thức ở sau thức. Có bao nhiêu thọ tưởng hành thức? Di Lạc Bồ Tát đáp lời hỏi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất đàn chỉ, nói theo phía chúng ta, thời gian khải ngón tay là một niệm. Tức là trong tâm có một niệm, thời gian khải ngón tay rất ngắn. Đại khái là một giây, chúng ta khải nhanh, trong một giây có thể khải từ bốn lần tới năm lần. Nói cách khác, trong một giây chúng ta có chừng 4 tới 5 niệm. Đây là điều chúng ta có thể cảm giác được. Bồ Tát nói trong một cái khải ngón tay, có bao nhiêu tế niệm? Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Ngài nói 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị Trăm ngàn là mười dạng Ba mươi hai ước nhân với mười dạng Quý vị thấy một cái khải ngón tay là như thế đó Phạm phú chúng ta cảm giác đó là một niệm Nhưng trong một cái khải ngón tay có nhiều niệm như thế Tôi tin tưởng Đức Phật nói lời chân thật Điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến thời Thế Tôn Đã nói trong Kinh Nhân Dương Đó là nói phương tiện Chẳng phải là chân tướng sự thật Mà là nói phương tiện Trong kinh Nhân Dương Đức Phật nói Một cái khải ngón tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Giảm rất nhiều Tìm Di Lạc Bồ Tát để hỏi Di Lạc Bồ Tát là chuyên gia duy thức Nói như bây giờ Ngài là chuyên gia tâm lý học trong Phật giáo Chuyên môn giảng tâm lý học Lời Ngài nói nhất định là sự thật Chẳng phải là nói phương tiện Mà là nói chân thật Một cái khải ngón tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Chúng ta lấy 32 ức nhân với 10 dạng Tức là nhân với 100 ngàn Thành 320 triệu Trong một cái khải ngón tay Có 320 triệu niệm như vậy là có bao nhiêu hiện tượng vật chất Bồ Tát nói Niệm niệm thành hình Trong mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất Hình đều có thức Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần Cũng là ngũ uẩn trọn đủ Sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn trọn đủ Ngũ ẩn là cơ sở căn bản của hết thảy các pháp. Giống như này chúng ta nói tới nguyên tử, điện tử, là tử cơ bản. Nhục nhãn chẳng nhìn thấy những cơ sở vật chất hết sức gì để ấy. Ngài nói vật chất và tinh thần đồng thời phát sanh, lại còn chẳng tách rời. Trong vật chất có tinh thần, trong tinh thần có vật chất. Nếu trong tinh thần chẳng có vật chất Tìm không ra Thì trong vật chất chẳng có tinh thần Cũng tìm không được Vì sao chúng đồng thời phát sanh Chắc chắn chẳng thể phân cách chúng là một thể Gần đây tiến sĩ Giang Bộn Thắng của Nhật Bản đã dùng thời gian mười mấy năm Phải biết đến năm nay đã là 12 hay 13 năm Nghiên cứu nước Phát hiện nước có đủ ngũ uẩn Sắc thọ tưởng hành thức trọn đủ Nước là một vật thể Là hiện tượng vật chất Hơn nữa là khoáng vật Chúng ta nói khoáng vật chẳng phải là sinh vật phát hiện nước có thể thấy nghe hiểu ý con người chúng ta khởi tâm đồng niệm nó đều biết hiện niệm hay ác niệm nước đều hiểu toàn bộ những điều này đều được trắc nghiệm thí nghiệm mười mấy năm chẳng sai chạy mảy mây quý vị thấy trong hiện tượng vật chất lại có hiện tượng tinh thần hơn nữa, chúng ta phải biết Một cái khải ngón tay là 320 triệu niệm Là tế niệm Lúc chúng ta dấy lên một niệm gì tế Trong một sát na Có nhiều tế niệm dừng ấy Mỗi niệm đều sẵn ra hiện tượng vật chất Trong mỗi hiện tượng vật chất Đều trọn đủ hiện tượng tinh thần Hôm nay có một đồng học cho tôi biết ông ta hạ tải từ internet một khoa học gia của mỹ đã tiến hơn nữa phát hiện nước có năng lực ký ức điều này cũng được các khoa học gia chứng thực nước không chỉ có thể thấy nghe hiểu được ý tưởng của con người mà còn có thể ghi nhớ điều này hoàn toàn tương ứng với những điều được giảng trong kinh phật một hiện tượng vật chất dù nhỏ đến mấy đi nữa Nói theo danh từ trong kinh Phật là di trần Nói theo khoa học hiện thời là lạp tử cơ bản Nhục nhãn không thấy được Vẫn trọn đủ hết thảy các thông tin Viên mãn trong vũ trụ Kinh thường nói Giới tử nạp tu di Tu di nạp giới tử Đây là nói lớn và nhỏ chẳng hay Kinh Hoa Nghiêm nói trong di trần có thế giới Thế giới trong di trần và thế giới bên ngoài to như nhau Trong thế giới ấy lại có di trần Trong di trần lại có thế giới trùng trùng vô tận vì sao có hiện tượng này ở đây ngẫu ích đại sư cũng giải thích rất tuyệt vì điều này thuộc về tự tánh tự tánh có công đức viên mãn trong tự tánh chẳng có lớn hay nhỏ vì vậy trong nhỏ có thể hiện lớn trong lớn có thể hiện nhỏ chẳng có lớn hay nhỏ tự tại vô ngại trong tự tánh chẳng có thời gian Chẳng có quá khứ hiện tại vị lai Cũng chẳng có không gian Không gian là khoảng cách chẳng có Kinh Di Đà nói thế giới cực là cách đây Mười dạng ức cõi Phật Trong tự tánh đương hạ tức thị Điều này rất khó hiểu Nó là một sự thật rất khó hiểu Đấy là thật tướng Thật tướng của các Pháp là như thế đó Vì vậy sách giọng Tân Hoàng Nguyên Quán Là do hiền thủ quốc sư Đã hoàn toàn căn cứ trên giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm Để viết thành bài luận văn ấy Bài luận văn ấy chẳng dài Nhưng đã thật sự giảng viên mạng rốt ráo vũ trụ quan và nhân xuyên quan của đại thừa vũ trụ do đâu mà có dạng vật do đâu mà có ta do đâu mà có do tự tánh biến hiện trong đàn kinh huệ năng đại sư đã giảng rất hay ngài kiến tánh Thưa bày với Thầy là ngũ tổ nhẫn hòa thượng Quý vị phải biết Huệ năng đại sư không biết chữ Chưa hề học hành Ngũ tổ giảng kinh kim cang cho Ngài Chắc chắn là giảng đại ý kinh kim cang Nửa đêm canh ba trong phương trượng thất Chúng tôi phỏng đoán thời gian nhiều nhất là 2 giờ Giảng tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Ngài bèn hoảng nhiên đại ngộ Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh Kiến tánh là như thế nào? Ngài báo cáo rất đơn giản năm câu Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh Điều này trọng yếu Cũng có nghĩa là nói tự tánh là chân tâm có thể hiện, có thể sanh Dạng giờ y báo và chánh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới là sở hiện sở sanh Chân tâm có thể hiện, có thể sanh Dĩnh diện thanh tịnh Câu thứ hai Ngài nói bổn bất sanh diệt Tự tánh là cái ta chân thật Tức là cái mà trong tông môn gọi là Phụ mẫu dị sanh tiền bổn lai diện mục Đó là chân ngã Thân này là giả ngã Chẳng phải là ngã Dùng chẳng sanh diệt Câu thứ ba là bổn tự cụ túc Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ Trọn đủ là gì? Chẳng có mảy may khiếm khuyết Dùng một câu trong Kinh Hoa Nghiêm để giải thích Thì như trong Phẩm Như Lai xuất hiện Đức Phật đã nói Hết thể chúng sanh đều có trí huệ Và đức tướng của Như Lai Đấy là vốn tự trọn đủ Vì vậy trí huệ sẵn có trong tự tánh Quý vị và hết thể chư Phật Như Lai chẳng khác nhau Đức là đức năng Là đức hạnh Cũng chẳng khác nhau Tướng hảo cũng chẳng khác nhau Câu này chính là phân nửa của tựa đề kinh này Đại thừa là trí huệ Vô lượng thọ là đức Trang nghiêm là tướng hảo Hết thể chúng sanh đều có trí huệ Và đức tướng của Như Lai Trọn đủ Chẳng phải cầu từ bên ngoài Hãy quý vị kiến tánh sẽ đạt được Huệ năng đại sư trọn chẳng nói lời hư giả với chúng ta Câu thứ tư là bổn vô dao động Đây là tự tánh vốn định Chẳng phải do tu thành Câu cuối cùng là năng sanh dạng Pháp. Vì vậy, nói tới đức hạnh và tự thể của chính mình là bốn câu trước. Câu cuối cùng là nói tới tác dụng, đức dụng có thể sanh ra dạng Pháp. Sanh ra dạng Pháp như thế nào? Nhất niệm giấy linh. Nhất niệm ấy chẳng có nguyên nhân à, này, Trong giáo Pháp Đại Thừa gọi nhất niệm ấy là vô minh à, ta do... Tức là vô thủy vô, vô minh Vô minh là động à, Một niệm ấy giấy à, động Thể động nó bèn hiện tướng à, Hiện, hiện tướng gì? Thể động A-lại-gia à, bèn hiện ra bất động chẳng có a là gia a la da là vọng tâm bất động là chân tâm vừa động chân tâm liền biến thành a la da quý vị phải biết câu này rất khó giảng lúc mọi người nghe nói phải nghe ra ý nghĩa của nó đừng hiểu lầm nơi mặt ngôn ngữ chân tâm bất động nó vốn chẳng dao động làm sao nó động được Động nhưng sự động ấy chẳng phải là thật Quý vị hiểu sự động ấy chẳng phải là thật Nó nương theo y tự tánh mà dấy lên một hiện tượng Hiện tượng ấy gọi là a lại gia a lại gia là vọng tâm vọng tâm nương vào chân tâm mà dấy lên Chẳng phải là chân tâm một niệm tối sơ ấy chẳng có khởi đầu Vì sao? Ngay chính khi đó Chẳng có quá khứ Chẳng có vị lai là... Quý vị thấy một cái khải ngón tay Là 320 triệu niệm Mỗi niệm đều là ngay lập tức Hiện tượng này nói thật ra là một thứ tương tự tương tục tướng Đúng như chúng ta thấy trong điện ảnh Điện ảnh trước kia chứ không phải hiện thời Hiện thời họ dùng kỹ thuật mã quá Chẳng dễ gì nhìn ra được Trước kia dùng cuộn phim nhựa Phim nhựa là phim được soi bằng đèn chiếu lên từng tấm một Tốc độ chiếu phim là 24 tấm trong một giây Mỗi một tấm phim đều khác nhau Từng tấm độc lập chẳng giống nhau vì vậy nó là tương tự Chúng ta nói là đại đồng tiểu dị tương tự Tướng gần giống như liên tục Trong một giây Sanh diệt 24 lần Lừa dối Khi chúng ta thấy nó giống như thật Còn đối với hiện tượng trong hiện tiền Trong một giây là bao nhiêu tấm Bao nhiêu lần nếu một giây khải ngón tay bốn lần Sẽ là 1.280 triệu nếu khẽ ngón tay 5 lần Sẽ là 1.600 triệu Vì vậy dùng phim ảnh để nói Thì trong một giây sẽ có 1.600 triệu Chúng ta làm sao biết Nó là giả cho được Hiển tướng mà Tâm tánh Thưa quý vị Chính là tánh trong minh tâm kiến tánh Tánh chẳng có trong ngoài cũng chẳng ở giữa Trong ngoài trung gian đều ở trong tánh Chẳng lìa khỏi tánh Chẳng rời khỏi tự tánh Chẳng phải là quá khứ Chẳng phải hiện tại Chẳng phải dị lai Đấy là chẳng có thời gian Còn những điều trong phần trên Tức là chẳng có không gian Nó chẳng có hình tướng Chẳng có sắc tướng Dài ngắn vuông tròn là hình tướng cái gì cũng chẳng phải Tìm chẳng thấy được Thật đấy Vì sao? Sáu căn chẳng duyên được Mắt nhìn chẳng thấy nó Tai chẳng nghe được nó Tâm nghĩ chẳng ra Tâm tưởng là thức thứ sáu Tức ý thức Công năng của thức thứ sáu rất lớn Đối nội bạn có thể duyên đến a la gia Đối ngoại nó có thể duyên tới hư không pháp giới Nhưng chẳng duyên được tự tánh Vì sao? Nó là vọng tâm Vọng tâm chẳng thấy chân tâm Vì vậy Tìm chẳng thể được Quý vị chẳng thể nói nó là không Vì nó có thể hiện tướng Nó hiện ra gì vậy Tạo đủ bách giới thiên như Nhưng chẳng thể nói nó là có Nó có thể biến hiện bách giới thiên như Này chúng ta nói là vũ trụ dạng vật Vũ trụ dạng vật do nó sanh ra nhưng quý vị chẳng thể nói Vũ trụ dạng vật là có Vì sao chẳng thể nói nó là có Quý vị phải hiểu duyên khởi của nó Nó là hiện tượng tích lũy trong từng niệm một Giống như chúng ta quay phim Hoặc giống như nhìn vào hình ảnh trên màn hình TV Thấy dường như là có Nhưng trên thực tế chúng chẳng có Sanh diệt trong sát na Phải hiểu sát na thật sự là 320 triệu lần sanh diệt Trong một cái khải ngón tay Do sanh diệt quá nhanh Nhanh đến nỗi không cách nào tưởng tượng Nên sanh diệt là chẳng sanh diệt Câu này có ý nghĩa rất sâu Nếu thật sự chẳng có sanh diệt Nói sanh diệt là chẳng sanh diệt Há phải là lời lẽ thừa thải ư Quả thật có sanh diệt Nhưng sanh diệt quá nhanh Không chỉ năng lực sáu căn của chúng ta Chẳng có cách nào thấy được sự sanh diệt này Mà sáu thức của chúng ta tư duy tưởng tượng Nó cũng nghĩ không ra Tốc độ quá nhanh Lục căng, lục thức Đều do nó biến hiện Phải như thế nào thì mới có thể thấy Chúng ta buông lục căng và lục thức xuống Tự nhiên nó sẽ hiện tiền Vì vậy nếu chúng ta hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật Khai ngộ với cội Bồ Đề là như thế nào ư? Trong phương trượng thất Huệ năng đại sư nghe giảng kinh kim cang Khai ngộ như thế nào Chẳng có gì khác Giáo Pháp Đại Thừa dạy chúng ta Chỉ cần quý vị buông vọng tưởng Phân biệt chấp trước xuống Bèn khai ngộ Những thứ này Và cương lãnh tu hành Yêu cầu trong tông môn Có cùng một ý nghĩa tu hành trong thông môn đòi hỏi người ta phải lìa tâm ý thức để tham tức tham thiền tham là như thế nào lìa tâm ý thức mới gọi là tham dùng tâm ý thức thì gọi là nghiên cứu dùng tâm ý thức để tu học phật pháp là phật học lìa tâm ý thức thì quý vị thật sự học phật vì sao Quý vị thành Phật Tâm là gì? Tâm là a lại -gia. À, gia Nghiệp tướng trong ba tế tướng của a lại gia gọi là tâm à, na. Mạc na Là chấp trước Tứ đại phiền não thường nương theo Đó là chấp trước Ý thức là phân biệt Lìa tâm ý thức là gì? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Lìa sạch sanh xanh Tự tánh bàn hiện tiền Hiện thời chúng ta đã hiểu đạo lý này Đã hiểu như thế nào? Đã hiểu gọi là giải ngộ Nhưng chưa có cách nào chứng đắc Chứng đắc mới hữu dụng Giải ngộ vẫn chưa hữu dụng Lúc chứng đắc gọi là chứng ngộ Quý vị thật sự buông xuống Buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Họ rất lợi hại Đốn xả, đốn ngộ Ngay lập tức buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Phàm phu thành Phật trong một niệm buông một niệm xuống rất lợi hại qua kinh giáo chúng ta thấy thích ca mâu ni phật là như vậy đó là căn tánh duyên đúng chúng ta thấy huệ năng đại sư vào thời đường tại trung quốc cũng là đốn ngộ, đốn xả. Vấn đề là quý vị có chịu buông xuống hay không? Chẳng chịu buông xuống là giải ngộ, buông xuống là chứng ngộ. Này chúng ta là giải ngộ. Phương tập trong giáo Pháp Đại Thừa nhiều năm như thế. Chúng ta thừa nhận chẳng hoài nghi tí nào. Chúng ta cũng có thể được gọi là căn tánh đại thừa trung thượng Quý vị đã hiểu rõ Minh bạch chân tướng sự thật Chẳng hoài nghi Chẳng buông xuống Cổ nhân nói Ngộ hậu khởi tu Nay quý vị phải làm gì Buông xuống Buông xuống như thế nào? Lúc ăn cơm, buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Lúc mặc quần áo, buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Lúc làm việc cũng như thế. Sử sự, sự đãi người tiếp vật cũng như thế. Quý vị bạn thành công. Đó gọi là tu hành thật sự, Đốn xạ khó lắm Phật Bồ Tát có phương tiện thiện xảo Vậy chúng ta tiệm tu Từ từ buông xuống Phải thật sự đoạn trừ tập khí phiền não Đoạn là buông xuống Do vậy buông xuống là được Lúc ăn cơm Chớ nên kén chọn tùy duyên mà chẳng phan duyên đó gọi là công phu tu hành theo như kinh giáo đã dạy trước tiên là buông thân kiến xuống kinh điển dạy chúng ta điều này Căn bệnh lớn nhất của chúng ta là chấp trước thân này là ta Có chấp trước ấy là do có tự tư tự lợi Nên bạn có tham sân si mạng Lời Đức Phật nói là thật Đầu tiên quý vị phải thấy thấu suốt thân chẳng phải là ta Cái gì là ta? Tự tánh là ta. Dạng hữu trong vũ trụ Do tự tánh biến Tự tánh là ta Hết thể các pháp y báo và chánh báo Trang nghiêm trong mười pháp giới Do tự tánh biến Nếu thật sự hiểu rõ ràng y báo Chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Và chính mình là nhất thể Thứ nào chẳng phải là ta Đông đạo chúng sanh là ta hoa cỏ cây cối là ta núi sông đại địa là ta khắp pháp giới hư không giới là ta chúc mừng quý vị quý vị đã chứng đắc pháp thân đó gọi là pháp thân thân đó và chính mình cùng một thể là một chẳng hai vì sao là tự tánh tự tánh có thể sanh có thể hiện a là gia thức có thể biến cái được hiện, được sanh Là hết thể dạng Pháp Thiên biến dạng hóa Cái thiên biến dạng hóa là gì? Là a à, la gia Thức có thể biến Tánh có thể sanh Có thể hiện Thức có thể biến Nhất thể Dùng ngôn ngữ Trung Quốc để nói Thì là luân lý đây là luân lý Phật Pháp Luân lý Đại Thừa Luân lý là nói tới quan hệ Trọn hết hư không khắp Pháp giới là chính mình Quý vị nói quan hệ này có mật thiết lắm hay không? Vì vậy chỉ cần quý vị kiến tánh Lòng từ bi trong tự tánh tự nhiên sanh khởi Gọi là Đại Từ Đại Bi Vô duyên Đại Từ đồng thể Đại Bi hiện tiền Thể hiện tiền quý vị sẽ tự nhiên giống như chư phật bồ tát phải phổ độ chúng sanh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ quý vị làm chuyện này giúp hết thể chúng sanh giác ngộ đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo đang mê mê quá sâu chẳng liễu giải chân tướng sự thật tự cho mình là đúng vì vậy người giác ngộ nhất định sẽ giúp đỡ những kẻ chưa giác ngộ quý vị đoạn tiền não học pháp môn thành phật đạo những điều đó đều là biểu diễn tuồng cho họ xem giúp họ giác ngộ Pháp môn Pháp là phương pháp Môn là môn đạo Vô lượng vô biên Quý vị đã khai trí huệ hoàn toàn Khéo dùng những pháp môn và phương tiện thiện xảo ấy Giúp chúng sanh giác ngộ Thuở Đức Thế Tôn Tài Thế Ngài đã vì chúng ta biểu diễn phương pháp này biểu diễn hết sức sống động sau khi chúng ta hiểu rõ bèn bội phục năm dốc sát đất do vậy phật pháp là gì quý vị phải hiểu điều này phật pháp là giáo học thích ca mâu ni phật 32 tuổi khai ngộ liền bắt đầu dạy học dạy suốt cả đời 79 tuổi viên tịch Kinh chép Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp 49 năm Ngài mang thân phận gì Chúng ta hiểu rất rõ ràng Nói theo cách bây giờ Là mang chức nghiệp của một vị thầy Ngài dạy những gì? Dạy thật tướng của các Pháp, chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Dựa vào điều này để thuyết Pháp mà thuyết pháp cũng là để dạy điều này thật sự hiểu rõ chân tướng vũ trụ chắc chắn quý vị sẽ chẳng làm chuyện sai quấy chắc chắn sẽ chẳng tạo nghiệp người hồ đồ tạo nghiệp do mê hoặc nên tạo nghiệp người giác ngộ chẳng tạo nghiệp tuy giúp đỡ hết thảy chúng sanh giúp họ phá mê khai ngộ Phá mê khai ngộ là nhân, lìa khổ được sướng là quả. Khổ do đâu mà có? Khổ do mê mà có. Mê đã phá, khổ sẽ chẳng còn. Vui sướng do đâu mà có? Vui sướng là giác ngộ, giác ngộ bằng vui sướng, pháp hỷ sung mãn, do ngộ sẽ được vui sướng. Muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui sướng, dùng phương pháp gì? Dùng phá mê khai ngộ. Dùng phương pháp gì để phá mê khai ngộ Dạy học bằng thân hành Nguồn giáo Đức Phật thị hiện Những gì Ngài đã giảng Đều biểu diễn toàn dạng cho quý vị thấy Quý vị thấy Ngài chẳng chấp trước món ăn Lần lượt đi xin từ nhà Người ta cho gì ăn nấy Đều quan hỷ Chẳng kén chọn Chẳng hề Nói, Nói cho chiêu dị biết Phật Pháp là chủ nghĩa cộng sản sớm nhất Thường tùy chúng của Đức Phật là 1.255 người Mỗi ngày ra ngoài khất thực Chẳng phải là sinh xong sẽ tự mình ăn Chẳng thể vậy Sau khi xin xong trở về Bèn dùng chung những món xin được vào một chỗ Thấy đều dồn chung lại Sau đó chính mình lại lấy từ đó ra Vì thế nói nhất bác thiên gia phạn Quý vị ăn một bát cơm Đúng là xin từ một ngàn nhà bên ngoài Dồn chung lại trộn lẫn rồi lại chia ra đó là lợi hòa đồng quân, chẳng phải là quý vị xin được món ăn ngon thì hôm nay sẽ ăn ngon lành lắm, kẻ khác chẳng xin được món ngon sẽ chẳng được nếm món ngon mà là trộn chung với nhau. Đức Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, Này chúng ta biết, một ngàn hai trăm năm mươi lăm vị đệ tử của Ngài đều là những vị đại bồ tát tái lai, giống như diễn tuồng, thích ca mâu ni Phật đóng vai chính. Họ đóng những giai phụ Hãy đều là tới thị hiện Đến hát giở tuần này biểu diễn cho chúng ta xem Giúp chúng ta giác ngộ Các ngài mới thật sự là giai cấp vô sản Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời chẳng dựng một ngôi chùa miếu nào vậy thì tan đoàn ở nơi đâu ở ngoài đồng trong rừng dưới cội cây Quý vị hãy suy nghĩ, tư tưởng của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vô cùng sống động. Chúng ta nói là Ngài hết sức hiện đại quá, chẳng cầu thuốc chút nào. Quý vị thấy quốc dương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, chính họ có hoa viên, có biệt thự, mời Ngài đến cúng dương, thỉnh Ngài tới giảng kinh. Ngài cũng đồng ý, cũng tiếp nhận. Nổi tiếng nhất là Trúc Lâm Tịnh Xá, kỳ thụ cấp cô độc viên. Thời gian Đức Phật trụ tại những nơi ấy cũng khá dài. Nhưng sau khi giảng hết một bài kinh lớn Ngài rời khỏi Giật trở về chỗ cũ Nói theo cách bây giờ Ngài chỉ tiếp nhận quyền sử dụng Chẳng cần tới quyền sở hữu Quyền sở hữu vẫn thuộc về chủ nhân các việc Ngài không cần sẽ giao lại Lúc Đức Phật nhập việc là ở trong rừng Chẳng ở trong nhà vì vậy chúng ta quan sát cặn kẽ Suy ngẫm ý nghĩa này Đúng là sát thân ở trong thế gian này Cũng chẳng nhiễm mấy trần Chẳng sở hữu một thứ gì Ba y một bát Ngày ăn một bữa ngọ Ngủ dưới cồi cây Đắc đại tự tại Thật sự an lạc Hiện thời người ta gọi Phật giáo là tôn giáo Thích Ca Mâu Ni Phật nghe như vậy cũng thở dài, oan uổng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo Phật giáo và tôn giáo chẳng dính dáng gì cho nhau Làm sao có thể nói Phật giáo là tôn giáo ngài suốt đời giáo học từ kinh điển nếu chúng ta quan sát cẩn thận liễu giải phật nói theo cách bây giờ đức phật là một nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên chánh công suốt đời ngài biểu diễn cho chúng ta thấy tấm gương của một người có nghĩa vụ làm công tác giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Đức Phật dạy học chẳng phân biệt quốc tịch Chẳng phân biệt chủng tộc Tôn giáo Từ kinh điển chúng ta thấy Có nhiều người bà la môn giáo Hay thuộc các tôn giáo khác ở Ấn Độ Theo Thích Ca Mâu Ni Phật học tập Dạy dỗ không phân biệt Ngài chẳng cự tuyệt Cũng không buộc quý vị thay đổi tín ngưỡng hay tôn giáo nào Ngài thấy đều quan nghênh Chúng ta phải học tập điều này Đức Phật dạy này nọ cách dạy như thế nào Nhân giới sanh định, nhân định khai Huệ Đấy là tổng cương lãnh giáo học của Phật đầu tiên dạy quý vị trì giới trì giới là gì giữ quy cổ nghe lời khiến cho cái tâm của quý vị định nói định là phiền não tập khí thảy đều buồn xuống tâm bàn định sau khi tâm định bèn khai trí huệ Do vậy tâm định rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Cái tâm Phật đều trao động sẽ sanh phiền não Người qua gọi cái tâm ấy là tâm phù khí táo Tâm phù khí táo sanh phiền não Tâm thanh tịnh sanh trí huệ vì vậy tu hành bước đầu tiên là phải đạt được tâm thanh tịnh người đạt được cái tâm thanh tịnh nói theo phật pháp là đạt được học vị thứ nhất tức a la hán a la hán đoạn kiến tư phiền não tâm thanh tịnh Đây là học vị đầu tiên sau đó tiếp tục nỗ lực phân <laughs> biệt cũng buồn xuống công phu của bậc a la hán là buồn chấp trước xuống chấp trước là kiến tư phiền não kinh đại thừa thường gọi phân biệt là trần sa phiền não trần sa là tỷ dụ nhằm ví don số nhiều đoạn trần sa phiền não là chẳng phân biệt Chẳng phân biệt hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian Chẳng có tâm phân biệt Hiểu rõ ràng cảnh giới trước mặt Đó là huệ Chẳng phân biệt là định Định này cao hơn định của A-la-hán Vì vậy danh xưng của học vị này là Bồ-Tát Cao hơn A-la-hán tới cuối cùng trong giai đoạn cuối cùng bèn chẳng khởi tâm chẳng đồng niệm đó là đoạn sạch vọng tưởng đoạn vô thị vô minh vô thị vô minh là khởi tâm đồng niệm sau khi đoạn sạch mười pháp giới chẳng còn đạt đến cảnh giới a la hán lục đạo chẳng còn vượt thoát lục đạo khi đạt đến cảnh giới phật mười pháp giới chẳng còn Lúc đó Nhất chân Pháp giới hiện tiền Đó là cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật như lai Chúng ta thấy trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới cực lạc Giới thiệu thế giới hoa tạng Cư dân trong các thế giới ấy đúng là trường sinh bất lão thọ mạng là vô lượng thọ, có người chẳng có hiện tượng lão quá hoàn toàn đúng là hình tướng trẻ trung, chẳng có tướng già nua, hoa cỏ cây cối xanh tươi mãi mãi, chẳng giống như nơi này xuân xanh hạ trưởng. Chẳng có hiện tượng ấy Chẳng có tướng biến hóa ấy Mà là diễn hằng Thật sự có thế giới ấy Trong kinh điển Đức Phật đã giảng đạo lý đó Chúng ta hiểu rõ, minh bạch Có lý luận để có thể dựa vào Vì sao người trong thế giới ấy chẳng là quá Vì họ chẳng có phân biệt chấp trước vì sao người trong thế gian này bị lão quá? Có phân biệt chấp trước Qua cỏ cây cối Vì sao xuân sanh hạ trưởng? Chúng cũng có phân biệt chấp trước Qua cỏ cây cối có phân biệt chấp trước Núi sông đại địa thành trụ hoại không? Vì sao? Núi sông đại địa cũng có phân biệt chấp trước Ngủ uẩn mà Thí nghiệm <laughs> trên nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng Đã chứng tỏ rất rõ ràng Quý vị thấy nước có thể thấy nghe Lại còn hiểu ý nghĩ con người Chúng ta tán tháng ca ngợi nó Nó sẽ biểu hiện sự kết tinh vô cùng đẹp đẽ Đáp ứng chúng ta Chúng ta chửi bới chán ghét nó Nó phản ứng bằng cách kết tinh rất xấu xí Nước có phân biệt chấp trước Hiện thời khoa học còn tiến một bước nữa phát hiện nước còn có ký ức có ký ức sẽ phiền lắm nếu quý vị xử tệ đối với nó nó sẽ trả thù quý vị hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển chúng ta phá hoại hoàn cảnh sanh thái thiên nhiên thiên nhiên có ký ức nó oán hận sẽ trả thù chúng ta vì vậy núi lửa bùng nổ động đất đó là thiên nhiên báo thù chẳng phải là chuyện thần thoại <laughs> vì vậy đối với tin tức này chúng tôi mong có cd dvd cho mọi người xem thấy nước có ký ức nước là một đại biểu của toàn bộ thiên nhiên tất cả hiện tượng vật chất này đã được khoa học chứng tỏ đúng như lời đức phật đã nói thấy đều có ngũ uẩn đều có thọ tưởng hành thức thức là ký ức thọ là cảm nhận Tưởng là phân biệt Hành là chấp trước Thức là vô thị vô minh Những vọng tưởng nó đều có hết Động vật biểu hiện ngũ uẩn rất rõ rệt Khoáng vật biểu hiện chẳng rõ ràng Phải thông qua thí nghiệm khoa học để chứng tỏ Ngay cả đối với núi, đá, bùng, đất Chúng ta cũng chớ nên đắc tội Hướng chi cây cối qua cỏ Hướng hồ hết thảy động vật Vì vậy khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển Ngày càng chứng thực những điều Đức Phật đã dạy trong kinh Đây là chuyện tốt Chúng ta chẳng thể không tin vì vậy chớ nên chấp trước hết thảy ừ, các hiện tượng là có Mà cũng đừng chấp trước chúng là không Có hay không đều chẳng thể được Trong giảng đường chúng tôi thường dùng điện ảnh để tỷ dụ Dùng tivi làm tỷ dụ Này chúng ta học tập có thể nói là Đại đa số đồng học Đều cùng nhau học tập qua Internet Hay truyền hình vệ tinh Internet thì quý vị có thể thấy cùng lúc Truyền hình vệ tinh phát sóng đại khai phải sau một tháng Vì vẫn còn phải chế tác băng đĩa In chữ phụ đề lên phim Nói tới thật tướng của các Pháp quý vị hãy quan sát cẩn thận màn hình tv của chúng ta chân tướng là gì chúng ta hãy sánh dí màn hình như tự tánh thật tướng thật tướng vô tướng đúng là vô tướng quý vị chẳng thể nói nó thật sự chẳng có dạng đúng đài sắc Tướng bèn hiện tiền Hiện tượng này chúng ta đều biết Bày ra trước mắt mỗi ngày Sắc tướng hiện tiền Quý vị chẳng thể nói nó là có Vì sao? Quý vị tắt TV đi Nó chẳng còn nữa Đổi sang băng tầng khác Sẽ đổi sang hình ảnh khác Đổi băng tầng giống như 10 pháp giới Phật Pháp nói chân và giọng Giọng là có thể biến Sắc tướng trên màn hình có thể biến Sanh diệt trong từng sắc na Di Lạc Bồ Tát nói Một cái khẩy ngón tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Mỗi một niệm đều có sắc tướng Đều có thọ tưởng hành thức lúc mê gọi là Thọ tưởng hành thức khi giác ngộ Thọ tưởng hành thức chẳng có biến đổi biến thành gì biến thành chân kiến văn giá trị đây là Trí Huệ và Đức tướng trong từ tánh nhưng nó chẳng hiện tiền quả thật là có Do vậy quý vị chẳng thể nói nó là không Chúng ta dùng màn hình làm tỷ dụ Tắt máy đi quý vị chẳng thể nói Trong ấy chẳng có sắc tướng Mở trúng băng tầng sắc tướng hiện tiền Quý vị chẳng thể nói nó là thật sự có Tình hình trong toàn thể vũ trụ rất giống như vậy nếu quý vị hiểu những đại đạo lý này Mỗi ngày mở tivi xem tivi bằng cách nhìn này xem lâu ngày sẽ khai ngộ cùng một đạo lý trong quá khứ chuyện này đúng là khó hiểu đối với các bậc tổ sư đại đức thời cổ Đọc kinh Phật mà có thể khai ngộ Chúng ta bội phục năm dốc sát đất Hiện tại có những công cụ khoa học nhiều ngần ấy Bày ra trước mặt chúng ta Những thứ tương tự ngày càng nhiều Nên dễ hiểu Nhưng các ngài chẳng có những thứ ấy Làm thế nào để hiểu? Từ chỗ này, từ màn hình tivi Quý vị bèn nhập pháp môn bất nhị có và không bất nhị không và hữu bất nhị màn hình là không sắc tướng trong mỗi ban tầng là có không và hữu bất nhị tâm kinh dạy sắc tức thì không không tức thì sắc sắc bất gì không không bất gì sắc quý vị hoàn toàn thấy được chúng là một chẳng hai đây là triết học tối cao. Nếu nhìn từ duyên khởi, đây là khoa học tối cao. Khởi nguyên của vũ trụ. Khởi nguyên của vạn vật, khởi nguyên của sanh mạng. Nhà Phật nói y báo và chánh báo trang nghiêm, từ đâu mà có? quý vị đều hiểu rõ ràng đều minh bạch hoàn toàn trở về tự tánh trở về tự tánh là thành phật sự giáo dục của phật đã viên mãn học trò chúng sanh được quá độ đã tốt nghiệp rồi chúng ta xem câu cuối cùng yếu chi ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp ly cố vô tướng tức cố vô bất tướng bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng nói thật tướng với quý vị thì thật tướng có thật hay chăng nếu quý vị chấp trước là trật rồi đây là danh từ thuật ngữ là một thứ phương tiện dạy học Nhằm làm cho quý vị ngộ nhập những điều trên đây Quý vị đừng nên chấp trước Thật sự có thật tướng Thật sự có thật tướng Tìm thật tướng chẳng được Vì vậy điều khẩn yếu là Chúng ta lìa hết thầy tướng Sẽ chính là hết thầy các pháp Chỉ cần quý vị rời khỏi vọng tưởng phân biệt Chấp trước Sẽ thấy chân tướng Hết thầy các pháp Giống như chúng ta coi tivi Chỉ cần tách lìa khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Quý vị sẽ thấy chân tướng. Chẳng bị những hình ảnh trên tivi nhiễu loạn, chẳng bị nó xoay chuyển. Quý vị bị hình ảnh xoay chuyển, tức là tâm quý vị chẳng làm chủ được. Có dòng tưởng phân biệt chấp trước đã bị nó xoay chuyển, bị nó quấy nhiễu. Nếu quý vị chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước sẽ có thể chuyển nó Nó chẳng thể chuyển quý vị Nhược năng chuyển cảnh tác đồng như lai like, Ta chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Vì sao? Liễu giải rồi Giống như kinh Đại bát Nhã 600 quyển Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng kinh bát Nhã 22 năm Điều này chư vị đồng học đều biết Khởi đầu lúc vừa mới thành đạo, Đức Phật bèn giảng qua nghiêm. Quan nghiêm giảng trong định, vì vậy tiểu thừa chẳng thừa nhận. Không tin. Đức Phật giảng trong định mà. Tiểu thừa chỉ thừa nhận Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, độ năm vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển. Đó là khởi đầu của sự nghiệp giáo học. Họ thừa nhận chuyện này, chẳng thừa nhận Quan nghiêm. Đức Phật giảng A Hàm 12 năm Phương Đảng 8 năm Bác Nhã 22 năm Pháp Hoa 8 năm Tổng cộng 49 năm Thời gian dạng bát nhã dài nhất Bát nhã tổng kết lại là gì? Là bảo quý vị Hết thảy các pháp vô sở hữu Rốt ráo không Chẳng thể được đó là chân tướng làm thế nào để thấy chân tướng này đó là lìa hết thầy tướng chính là hết thầy các pháp quý vị lìa dòng tưởng phân biệt chấp trước sẽ thấy được sẽ thấy chân tướng của hết thầy các pháp ly và tức là một chẳng hai quý vị thật sự ngộ điều này thật sự thụ dụng do lìa nên vô tướng tâm trong sạch thanh tịnh bình đẳng chánh giác chẳng có dấu vết pháp thế gian và pháp xuất thế gian Do tức nên chẳng phải là không có tướng Tức và ly chẳng hay Chân và giọng đồng thời Giống như màn hình tivi Chẳng phải là chân và giọng đồng thời ư Chẳng phải là ly và tức chẳng hai ư Màn hình là chân Sắc tướng là giọng Chân và giọng nhất thể Chân và giọng chẳng hay Phải liễu giải rõ ràng điều này Chân ở đâu? Chân ở trong giọng Là lục đạo mười pháp giới Chân ở trong ấy Giọng ở đâu? Giọng ở trong chân Băng tầng và sắc tướng đều ở trên màn hình Màn hình là chân Phải nói như vậy Quý vị mới thật sự liễu giải chân tướng Vì vậy bất đắc dĩ nói thật tướng Quý gì cho nên chấp trước danh từ thật tướng này trong khởi tính luận mã minh bồ tát dạy chúng ta đọc kinh đừng chấp trước tướng danh tự danh tự là công cụ là phương pháp chẳng phải là mục đích mục đích là khai ngộ nếu quý vị chấp trước sẽ chẳng khai ngộ vậy nên chấp tướng danh tự nghe giảng thì sao nghe giảng đừng nên chấp trước tướng ngôn thuyết danh tự là phù hiệu của ngôn thuyết chớ nên chấp trước điều thứ hai ngài dạy chúng ta đừng nên chấp trước tướng danh tự danh từ thuật ngữ là giả lập chẳng thật những thứ ấy có thể hướng dẫn quý vị đừng nên chấp trước giống như những tấm biển chỉ đường Chúng ta muốn đến Bắc Kinh Con đường này là xa lộ cao tốc Bên đường có tấm biển ghi Bắc Kinh Tấm biển ấy chẳng phải là Bắc Kinh Nó là tướng danh tự Quý vị chiếu theo phương hướng đó mà đi Chỉ nên chấp trước tấm biển Thì mới có thể đến Bắc Kinh được Nếu quý vị chấp trước Bắc Kinh ở ngay nơi ấy Làm rồi Chỉ nên chấp trước danh từ thuật ngữ Điều thứ ba Chỉ nên chấp trước tướng tâm duyên đọc kinh ta nghĩ điều này có nghĩa là gì vừa nghĩ bàn trật chớ nên suy tưởng vì sao chẳng có ý nghĩa gì quý vị suy nghĩ thì đấy là ý nghĩa của chính quý vị chẳng thể là ý nghĩa của phật chớ nên suy tưởng thì quý vị mới có thể hiểu nghĩa chân thật nghĩa chân thật là gì thưa quý vị là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác. Sau khi khôi phục, sau khi đạt được, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Người ta chẳng hỏi quý vị thì tâm địa trong sạch, chẳng nhận thấy chính mình biết một thứ gì. Đó là bát nhã vô tri. Người khác đến thịnh giáo quý vị, lúc kẻ ấy hỏi quý vị, quý vị bàn ứng đối lưu loát, không gì chẳng biết. Không gì chẳng biết do đâu mà có. Từ vô tri mà có, Vô tri là tự tánh Tự tánh khởi tác dụng Pháp thế gian và suốt thế gian Đều chẳng lìa khỏi tự tánh Vì vậy Kiến tánh sẽ viên mạc Huệ năng đại sư kiến tánh Ngài có biết những điều Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng hay không Biết toàn bộ Chẳng cần học Những điều ấy đều từ tự tánh lưu xuất Hết thể các kinh do mười phương Hết thể chư Phật như Lai đã nói Huệ năng đại sư có biết hay không đều biết chẳng thiếu một điều gì vì vậy kinh phật được gọi là nội học chẳng phải là hướng ngoại hướng ngoại sẽ cầu chẳng được cái cầu được do hướng ngoại là tri thức chẳng phải là trí huệ hướng nội sẽ cầu được trí huệ chẳng phải là tri thức trí huệ có thể giải quyết vấn đề tri thức giải quyết vấn đề mang tính chất cục bộ hạn chế lại còn có hậu quả trí huệ chẳng giống như vậy. Chúng ta trở nên không hiểu rõ ràng điều này. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Khả kiến thật tướng nải ngô nhân đương tiền nhất niệm tâm tánh chi cưỡng danh. Cưỡng danh là miễn cưỡng dùng danh từ này. Chớ nên nghĩ là thật Chúng ta ngàn dạng phần Chớ nên coi nó là thật Danh khả danh phi thường danh Lão tử nói Đạo khả đạo phi thường đạo Thứ chân thật sẽ chẳng thể diễn tả được Chắc chắn là liền ngôn ngữ văn tự Vì vậy đây là bất đắc dĩ miễn cưỡng thành lập một danh tướng Ngô nhân nhất niệm tâm chi tánh Cưỡng danh di tự tánh Tất cả những danh từ thuộc ngữ này Đều là bất đắc dĩ phải dùng nó Dùng nó để làm gì? Nhằm dạy học thuận tiện Hãy chấp trước sẽ trật Hệ chấp trước thì sao? Kinh Phật biến thành Phật học Biến thành một thứ học thuộc thế gian kinh phật vốn là gì kinh phật vốn là tự tánh hệ chấp trước sẽ trật lầm rồi hệ phân biệt sẽ hỏng bé đây là chỗ khó khăn trong phật học nếu quý vị thật sự hiểu thì đây cũng là chỗ dễ dàng trong phật học thật sự quá dễ quý vị đến trường để học hành trong đại học hiện thời ước chừng có mấy trăm khoa hệ một khoa học bốn năm mười khoa hệ là bốn mươi năm một trăm khoa hệ là bốn trăm năm quý vị học suốt một ngàn năm vẫn chưa tốt nghiệp chẳng có cách nào học xong sau khi học xong thì như thế nào vẫn chẳng thông một tí nào hết nếu quý vị thật sự hiểu khuôn phép phật pháp này sẽ dễ dàng Tốn mấy năm thật sự y giáo phụng hành vọng tượng chấp trước Thấy đều buông xuống đều tách rời Quý vị thấy buông chấp trước xuống Chứng a à la hán Buông phân biệt xuống thành Bồ Tát Buông khởi tâm động niệm xuống Quý vị thành Phật Toàn bộ trí huệ và đức tướng Trong tự tánh đều hiện ra Không điều gì chẳng thông Không gì chẳng thể Chứ gì phải nhớ Lúc Huệ Năng Đại Sư Minh Tâm Kiến Tánh Ngài 24 tuổi Chẳng có chuyện thế gian hay suốt thế gian nào Ngài không biết Tuy Ngài không biết chữ Quý vị cầm một quyển sách đọc cho Ngài nghe Ngài bèn giảng cho quý vị nghe Trong sách ấy nói điều gì Giảng chẳng trật một tí nào Trí huệ đã mở mang Từ tự tánh lưu xuất Chẳng gió học được vì vậy Phật Pháp chẳng phải tôn giáo Nhưng bản thân Phật Pháp xưng là tôn giáo Tức là tông môn và giáo hạ Nói gộp chung lại Hoàn toàn chẳng liên can gì đến hàm ý Trong thuật ngữ tôn giáo trong hiện thời Tông môn hay giáo hạ Là do dùng phương pháp giáo học khác nhau Thiền tông chẳng dùng sách giáo khoa Hoàn toàn dùng phương pháp tham cứu Trong ấy có rất nhiều phương pháp Quý vị phải nhớ Tham cứu là lìa tâm ý thức Quyết định không dùng tâm ý thức Cũng có nghĩa là chẳng khởi tâm Chẳng động niệm Chẳng phân biệt chẳng chấp trước Huấn luyện điều này Khiến cho quý vị khôi phục cái tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh vốn sẵn có khôi phục cái tâm thanh tịnh sau đây tiến thêm một bước nữa là khôi phục tâm bình đẳng thanh tịnh bình đẳng sau đây nhất định khai ngộ khai ngộ là giác thanh tịnh là công phu và cảnh giới của a la hán và bích chi phật tâm bình đẳng là cảnh giới của bồ tát chẳng khởi tâm chẳng động niệm sẽ khai ngộ đại triệt đại ngộ ngộ rồi khởi tu sau khi giác ngộ quay lại đọc kinh người ấy đã khai ngộ tuyệt vời chúng ta thấy vị cổ đại đức trong phật môn là long thọ bồ tát của ấn độ được Trung Quốc rất tôn kính. Tám tông phái đại thừa Trung Quốc đều công nhận Long Thọ là sư tổ, Long Thọ là tổ sư của tám tông. Các tông đều tôn trọng ngài. Trong truyện ký dường như có một đoạn như thế này. Thuở lão nhân gia tài thế, Ngài học hết thảy các kinh giáo và thích ca mâu ni Phật đã nói trong 49 năm. Này chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Ngài học xong những kinh điển ấy trong bao lâu? Ba tháng. Ba tháng học xong toàn bộ những gì thích ca mâu ni Phật đã giảng trong 49 năm. Có thể như thế ư? Ừ. Có thể chứ. Chúng tôi tin tưởng vì sao? Từ đàn kinh chúng ta thấy được một đoạn tin tức. Đó là Thiền Sư Pháp Đạt Thọ trì Kinh Pháp Hoa à, Phá Niệm được 3.000 biến Kinh Pháp Hoa à, Chúng tôi tin niệm 3.000 biến phải mất 10 năm Phá Kinh Pháp Hoa rất dài à, là, Mỗi ngày niệm một bộ mất à, thời gian 10 năm à, Sư tới Tàu Khê gặp lục tổ Khi lễ bái Đầu chẳng sát đất Khi lễ ba lạy Tổ Huệ Năng thấy rất rõ ràng Đầu chẳng chấm đất Sau khi sư bái xong đứng dậy Huệ Năng Đại Sư đã nói Ông lễ bái đầu chẳng sát đất Nhất định có điều gì đáng để kiêu ngạo Ông hãy nói cho ta nghe Sư thưa đã tụng kinh pháp qua ba ngàn biển Lục tổ gật đầu Kinh pháp qua giảng những gì? Sư nói không được Hình giáo ngược lại lục tổ Lục tổ nói ta chưa nghe kinh này Đương nhiên ngài chẳng thể xem Không biết chữ, chẳng xem sách Tổ nói nếu ông niệm ba ngàn lần Thì hãy đọc cho ta nghe Kinh Pháp Hoa tổng cộng 28 phẩm Sư niệm tới phẩm thứ hai là phẩm phương tiện Niệm tới phẩm thứ hai Huệ năng đại sư nghe Được rồi chẳng cần niệm nữa Ta đã hiểu rõ toàn bộ Học theo cách giống như vậy Một bộ đại tạng kinh có thể đọc trong 3 tháng Chắc chắn học xong Không cần phải xem toàn dạng Coi mấy trang đã hiểu toàn bộ Giảng Đại Ý Kinh Pháp Hoa cho Sư nghe Sư liền khai ngộ Sau khi khai ngộ lại lễ bái dập đầu sát đất Thiền Sư Pháp Đạt là như vậy đấy Từ một đoạn tin tức này chúng ta liễu giải vốn là ngộ hậu khởi tu Nhanh chóng dừng ấy vừa nhìn liền hiểu rõ vừa nghe liền hiểu rõ không cần nghe hết vì vậy chúng ta biết lúc ấy long thọ bồ tát chứng đắc sơ địa phải biết đấy là biệt giáo còn trong viên giáo là sơ trụ đã vượt thoát mười pháp giới là pháp thần bồ tát vì vậy gọi là ngộ hậu khởi tu đó là phương pháp của thiền tông Đây là pháp của người thượng thượng căn Chẳng dành cho người thường Người thường chẳng tu được Lúc tôi mới học Phật Ba vị thầy của tôi cảnh cáo tôi Chẳng cho phép tôi đọc đàn kinh Họ nói chớ nên học theo huệ năng Chắc chắn là học không được Chúng ta chẳng phải là căn tánh ấy Căn cơ bình thường là căn tánh thượng trung hạ Thật sự là ngay cả thượng căn chúng ta vẫn chưa đạt được Mà là căn tánh trung hạ vẫn phải thật thà làm theo từng bước Giống như đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 Dần dần treo lên cao Ngài quậy năng một bước lên trời Còn chúng ta bắt chước Ngài lên không được Sẽ tan thân nát xương Xong luôn Vì vậy nhất định phải hiểu căn tánh của chính mình căn tánh trung hạ chỉ cần quý vị vui mai kinh giáo, chẳng buông bỏ hiểu phương pháp, phương pháp ấy vẫn là một môn tham nhập trường thời huân tu. Vì sao? Tương ứng với giới định quệ, Giới nên có tâm tham. Thứ gì ta cũng đều phải học, quản học đa văn hỏng rồi đó là gì đó là pháp thế gian quý vị phân tâm vọng niệm nhiều quá những thứ trong phật pháp nhằm tu tâm thanh tịnh vọng niệm chẳng tương ứng với tâm thanh tịnh vì vậy chỉ học một môn một môn thì quý vị chẳng có vọng tưởng tuân theo quy củ cung tính học một môn quyết định tuân thủ giáo huấn của mã minh bồ tát trong khởi tín luận ta học một bộ kinh này chẳng chấp tướng văn tự Chẳng chấp tướng danh tự Chẳng chấp tướng tâm duyên Mỗi ngày niệm như vậy Niệm từ đầu đến cuối một bộ kinh này Do vậy kinh đại thừa rất có hiệu quả Như Ngài Pháp Đạt cũng rất lỗi lạc Quý vị thấy Ngài niệm một bộ kinh Pháp qua 10 năm Có thể thấy tâm Ngài đã định Nếu tâm Ngài chưa định Huệ Năng Đại Sư giảng cho Ngài mấy câu Ngài có thể khai ngộ được chăng vì sau này chúng ta đọc đàn kinh chẳng khai ngộ Mà Ngài khai ngộ Người ta có 10 năm Pháp qua ta muội làm cơ sở Nên vừa giảng bạn khai ngộ Do vậy phương pháp học tập của Trung Quốc Rất phi phạm Người ngoại quốc nằm mộng Cũng nghĩ không ra Trí huệ do như vậy mà có Tại Trung Quốc, Nho thích đạo đều dùng phương pháp này. Phật Pháp coi trọng khai ngộ, Nho và đạo cũng coi trọng. Đều nói tới thiền định. Trước đây, trong trường tư thục, Thầy coi trọng điều gì nơi trò? Ngộ tánh. Vậy nên chứa ngại ngộ tánh của trò Trò học đồng thời rất nhiều thứ Sẽ chẳng có ngộ tánh cái mà trò học được là tri thức Chẳng khai ngộ Phương pháp này thật sự chỉ có tại Cổ Ấn Độ và Trung Quốc Trong các quốc gia khác Rất ít chưa hề nghe nói tới Một môn tham nhập Trường thời quân tu Quân thành gì? Quân thành tam muội nếu chúng ta mỗi ngày niệm kinh vô lượng thọ Kinh văn của kinh vô lượng thọ chẳng dài Người thật sự tu hành trong một ngày có thể đọc 10 biến Đọc thuần thuộc rồi mỗi lần là 40 phút Đại khai mỗi ngày mất 8 giờ Niệm kinh là gì? Tu định chẳng khác gì tham thiền của thiền tông họ dùng phương pháp tham cứu để tu định chúng ta dùng phương pháp đọc kinh để tu định dùng phương pháp niệm phật cũng có thể tu định nói chung tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng bốn ngàn phương pháp tu định khác biệt quý vị phải dựa theo quy củ này để làm trở nên tam tâm nhị ý một môn tham nhập sau một thời gian lâu dài sẽ định Định tới một trình độ nhất định Tự nhiên sẽ khai ngộ Sau khi đã ngộ Lại học hết thể kinh giáo rất dễ dàng Vừa xem liền hiểu rõ Chứ ngại gì cũng chẳng có Đó là gì Trí huệ khai rồi Giáo hạ khai trí huệ Có tiểu ngộ, có đại ngộ Có đại triệt đại ngộ Tích lũy tiểu ngộ biến thành đại ngộ Tích lũy đại ngộ biến thành đại triệt đại ngộ Đó gọi là tiệm tu Tức là từng bước một nâng cao lên Người căn tánh trung hạ có thể làm được Vì vậy thầy tôi dạy tôi đi theo con đường này Tôi cũng rất nghe lời Nhưng đàn kinh tôi vẫn đọc Tôi vẫn hết sức hoan hỷ Vì trong hoàn cảnh này Cả đời tôi chẳng có đạo tràng Chẳng có chùa chiền Học hội của chúng ta là do các cư sĩ tại Hương Cảng phát tâm tạo dựng Họ có động sự hội quản lý Đây cũng chẳng phải là chỗ của tôi Cả đời này ở đâu có duyên tìm tôi Tôi liền đến đó lúc đi nói chung là tùy duyên họ thích nghe kinh gì đến bảo tôi phải giảng kinh ấy gần như tôi đều áp dụng vì vậy cả đời này giảng kinh luận cũng rất nhiều nói chung là mấy chục bộ tôi cũng mong hoàn toàn giống như cổ nhân một môn thâm nhập nhưng chẳng có duyên ấy nếu có phước bao rất lớn quý vị mới có thể làm được Chẳng có đại phước báo sẽ không được Đến mọi nơi kết duyên Nói chung là nghe lệnh người khác Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nhưng Pháp mà bản thân tôi học là niệm Phật Niệm Phật chẳng gián đoạn Ở đây nói tới nhất niệm tâm Chúng ta hiểu rõ nhất niệm tâm Nhất niệm ấy chính là vô thị vô minh Nó cũng là tự tánh Vì vậy theo Pháp tướng Duy Thức A La Gia Là chân giọng hòa hợp Một nửa chân một nửa giọng Chúng ta dùng màn hình tivi làm tỷ dụ Đó chính là hiện tượng này Quý vị thấy màn hình là thật Hiện tượng trong ấy là giọng Chân giọng hòa hợp giọng là a à la gia chân là khi chẳng có hết thảy các tướng đó là tánh là tự tánh vì vậy nhất niệm tâm tánh cưỡng gọi là tự tánh chân tánh chẳng phải là vật chất mà cũng chẳng phải là tinh thần do chẳng phải là vật chất ngũ căng của chúng ta duyên chẳng được mắt tai mũi lưỡi thân chẳng duyên được nó nó chẳng phải là tinh thần vì vậy ý thức của chúng ta chẳng duyên được nó miễn cưỡng gọi tên đặt cho nó một tên gọi là tự tánh nó có rất nhiều danh xưng đức phật gọi nó là chân như bổn tánh pháp tánh rất nhiều danh từ nhưng đều là cùng một chuyện đối với chuyện này đức phật nói ra rất nhiều danh từ đấy cũng là phương tiện dạy học thiện xảo nhằm bảo quý vị trở nên chấp trước chỉ cần hiểu ý nghĩa này là được rồi trở nên nghiêm túc chấp trước danh tướng chẳng khẩn yếu chẳng có quan hệ kiến tánh mới thật sự là trọng yếu Nhị tổ mịch tâm bất khả đắc Tức thị an tâm cánh Đảng bất khả ngôn kỳ vô Trong câu chuyện này Nhị tổ là Ngài Huệ Khả thuộc Thiền Tông Đạt Ma Tổ Sư tới Trung Quốc truyền Pháp môn thiền này Ở Trung Quốc Ngài được coi là Sư Tổ Huệ Khả Đại Sư là truyền nhân của Ngài Minh tâm kiến tánh trong hội của Ngài Câu chuyện này các đồng tu học Phật đều biết Đạt Ma Tổ Sư Giống như bế quan tại chùa Thiếu Lâm Vì sao? Chẳng gặp người có căn tánh như vậy để truyền Pháp Vì vậy Ngài chỉ đành tự mình bế quan nhập định Chờ người truyền Pháp đợi rất nhiều năm có một người xuất gia như thế hướng về ngài cầu pháp tâm địa rất kiền thành rất cung kính thầy vì vậy chứ gì phải biết điều kiện trọng yếu nhất của truyền nhân là tôn sư trọng đạo Quý vị chẳng tôn trọng Thầy Chẳng tôn trọng điều mình sẽ học Phật Bồ Tát truyền cho quý vị Vô ích Quý vị chẳng có cách nào tiếp nhận Tuyệt đối chẳng phải là Thầy mong quý vị phải tôn trọng Ngài Không phải vị Thầy nào mong được quý vị tôn trọng Sẽ chẳng phải là chân thiện tri thức Mà là kẻ còn ham danh Chẳng phải vậy Tôn trọng Thầy tức là Tâm quý vị chân thành cầu đạo Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích tâm thành kính của quý vị được biểu hiện qua điều này thầy thấy tâm quý vị mười phần thành kính thầy sẽ chẳng bỏ quý vị một vị thầy cả đời chẳng có gì khác mong muốn gặp được một học trò giỏi để có thể truyền đạo của mình đó là như người trung quốc thường nói bất hiếu hữu tam vô lậu di đại hậu nhân của thầy là người truyền pháp điều này hết sức trọng yếu huệ khả mười phần thành kính mùa đông trời đổ tuyết sư ở ngoài cửa đạt ma tổ sư nhập định bên trong sư ở ngoài cửa Tức là đứng ở ngoài cửa Tuyết phủ đến đầu gối Có thể thấy là trời đổ tuyết rất lâu Tuyết đóng dày như thế Vẫn chẳng bỏ đi Một mực đứng ở đó Đạt Ma Tổ Sư biết Nhìn sư hỏi Hình như sư quỳ gối ở nơi đó Tổ hỏi, ông đến cầu điều gì? Sư thừa, tâm con chẳng an, xin đại sư an tâm cho con. Đạt ma tổ sư nói, ông lấy cái tâm ra đây, ta sẽ an nó thay cho ông. Này chúng ta thấy rất nhiều hiện tượng, đạt ma dơ một tay ra, đó là ý nghĩa này. Quý vị lấy tâm ra, ta sẽ thay quý vị ăn nó. Quệ khả tìm mãi, tìm không được. Tâm rút cuộc ở đâu? Kinh Lăng Nghiêm, bảy chỗ gạn tâm. Thật sự chẳng tìm được. Quệ khả bèn thưa, tìm tâm trọn chẳng thể được. nói lời ấy con chẳng tìm được tâm ở chỗ nào cả đạt ma tổ sư trả lời ta đã an cái tâm của ông rồi một câu nói này của ngài đã đánh thức huệ khả ngài bèn khai ngộ chứ gì phải hiểu tâm người ta đạt tới thanh tịnh vì vậy sau khi được chỉ điểm liên bình đẳng tâm bình đẳng là phật tâm tâm lục độ là bồ tát tâm tâm bình đẳng là phật tâm ngài lập tức khai ngộ vì vậy tìm tâm trọn chẳng thể được quý vị chẳng thể nói không có tâm nếu nói tìm tâm chẳng thể được bèn hiểu như vậy là chẳng có tâm trật mất rồi nếu ở chỗ này quý vị đưa ra câu trả lời như thế này chẳng phải là không có tâm ư quý vị đã rơi vào hầm vô minh rồi vĩnh viễn chẳng khai ngộ phật pháp vĩnh viễn là sống động ở nơi đâu ngay chính lúc này từ đầu đến cuối Ngay trong một niệm ấy Nhưng một niệm ấy chẳng thể được Một niệm ấy là gì vậy Trôi qua rất nhanh Khi phàm phu chúng ta giấy lên một niệm Di Lạc Bồ Tát đã giảng Một thô niệm Quả tới 32 ức trăm ngàn tế niệm Chính là một niệm ấy Tuy một niệm chẳng thể được Chẳng thể nói nó là không Lục tổ dân Hà kỳ tự tánh năng sanh dạng pháp Diệt bất năng chấp di hữu Đối với vũ trụ như chúng ta nói hiện thời Nhà Phật gọi nó là dạng pháp Hay pháp giới Y báo và chánh báo trang nghiêm trong người pháp giới có thể sanh ra dạng Pháp Tuy, Tuy báo và chánh báo, báo trang nghiêm Trong mười Pháp giới Bày ra trước mặt Quý vị chẳng thể nói là nó có Thân thể hiện thời của chúng ta Đồng tu đạo hữu Đông như thế Cùng ngồi một chỗ Chẳng thể nói nó là có Đấy là cảm giới Người ta hỏi chúng ta có hay không chúng ta trả lời có vì sao quý vị có phân biệt có chấp trước khi tôi và quý vị ở chung một chỗ tôi cũng có phân biệt cũng có chấp trước nên chúng ta mới có thể trò chuyện trao đổi với nhau nếu tôi nói chẳng có quý vị sẽ coi tôi là dị loại rắc rối to vì vậy chư Phật Bồ Tát Thị hiện trong thế gian này Phải hòa quan đồng trần Cùng hết thảy chúng sanh Đức Phật Thuyết Pháp Đã giảng rất rõ ràng Ngài dựa vào gì? Nhị Đế Đức Phật dựa vào Nhị Đế Để giảng kinh Thuyết Pháp Cho hết thảy chúng sanh Nhị Đế thứ nhất là tục Đế là sự hiểu biết và lý giải thông thường của chúng sanh thuận theo những gì chúng sanh hiểu rõ nói với quý vị hiếu để trung tính quý vị hiểu ngay nói ngủ luôn ngủ thường quý vị hiểu liền đó là gì thế tục đế tới khi cảnh giới của quý vị đã nâng lên cao hơn bèn giảng chân đi đạt ma và nhị tổ nói về lẽ chân quả thật chúng ta nghe chẳng hiểu rành rành là có sao quý vị nói chẳng có đúng là chẳng có nhưng chúng ta hiểu lầm tưởng là thật sự có phật cũng chẳng tranh cãi với chúng ta quý vị nói có thì có quý vị nói không thì không Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Giúp quý vị nâng cao lên từ từ Đây là phương pháp áp dụng Cho tuyệt đại đa số mọi người Quý vị thấy Đạt Ma Tổ Sư ở Trung Quốc nhiều năm như vậy Độ được một người là Huệ Khả Huệ khả cũng độ một người Suốt đời chỉ độ được một người là tăng sáng Mãi cho đến huệ năng Suốt thời ngũ đại đều là đơn truyền Ngũ tổ nhẫn hòa thượng cũng là độ một người Huệ năng đại sư Lục tổ độ 43 người Chưa có tiền lệ trong lịch sử Ngài dạy 43 người đều đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đúng là trước và sau ngày chẳng hề có trường hợp nào giống như vậy sau thời lục tổ chẳng có tình hình này thầy chỉ dạy được đôi ba người khai ngộ dường như tôi đã được năm người nhiều hơn nữa chẳng có có thể thấy chuyện này khó khăn lắm trong thời đại hiện tại có ai khai ngộ hay không Xưa kia tôi sang Hương Cảng giảng kinh Vào năm 1977 Nơi tôi giảng kinh là Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán Của Lão Pháp Sư Đàm Hư Trên đường Giới Hạn Lần đó giảng kinh Lăng Nghiêm Tôi nghe băng thầu âm lời khai thị Lão Pháp Sư Đàm Hư trong Phật Thất vì khi tôi đến đó, Lão Hòa Thượng đã giảng sanh mấy năm rồi. Ba, bốn năm, chẳng được gặp mặt. Trong lời khai thị, sư bảo, cả đời Ngài đã từng gặp người đắc định, tức là đắc thiền định trong thiền tông. Ngài đã thấy, cũng từng nghe nói, nhưng khai ngộ thì không chỉ chưa hề thấy Mà cũng chưa hề nghe nói tới Nên biết Lúc Đàm Lão Pháp Sư nói lời ấy Ngài đã 90 tuổi Gần đây nhất Đại khái là 20 năm trước Tôi quen biết Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Lúc lão nhân gia còn sống Mỗi năm tôi sang Bắc Kinh Tối thiểu hai lượt để gặp cụ Hai người chúng tôi đều học bản kinh này Tức bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Không ai giảng bản này Tôi ở hải ngoại giảng bản này Cụ ở trong nước giảng bản này trong nước cũng chẳng có người thứ hai giảng vì vậy hai người chúng tôi gặp nhau rất hợp ý cụ bảo tôi cụ học thiền cũng như học mật đều có thành tựu khác cụ bảo tôi trong thời đại hiện tiền này căn tánh thiền và mật đều chẳng có ngay cả tham thiền đắc định còn chẳng thấy Học mật Ta mở tương ứng Tức thân thành Phật cũng chẳng có Cụ nói từ nay về sau Có thể thành tựu trong Phật Pháp Chỉ có niệm Phật Thầy của cụ là lão cư sĩ Hạ Liên Từ Cũng từng học thiền cũng từng học mật lúc mất bèn niệm phật cầu sanh tịnh độ hoàng lão cư sĩ cũng giống như thế lúc cụ ngã bệnh đã cho tôi biết mỗi ngày niệm 14 bốn dạng câu phật hiệu đúng là buông xuống dạng duyên những điều đã học trong cuộc đời cũng đều buông xuống một câu phật hiệu đưa cụ đi giảng sanh đây là đại thiện tri thức thị hiện Hiện thân thuyết Pháp cho chúng ta biết Pháp gì sẽ có thể thành tựu Do Pháp này sẽ có thể thành tựu Nhất là trong hiện thời Xã hội động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra Người người bình thường chẳng còn kiên nhẫn mà bàn nói tai nạn trước đây trong các cuộc gặp gỡ quốc tế chẳng hề bàn chuyện tai nạn năm nay tôi ở úc trong cuộc phỏng vấn năm tôn giáo hết thảy mọi người đều bàn vấn đề này vài hôm trước đài truyền hình phượng hoàng cũng phỏng vấn tôi về đề tài này có thể thấy hết thảy mọi người rất coi trọng chuyện này chúng tôi giảng kinh hoa nghiêm chưa xong đã giảng đến bốn ngàn giờ nhưng cũng vì xã hội hiện tại cần thiết tạm ngưng kinh hoa nghiêm giảng kinh vô lượng thọ một lần nữa phối hợp giữa quốc nội, đài loan và các nơi khác tổ chức tam thời hệ niệm một trăm thất đều đem công đức của những chuyện này hồi hướng cho trung quốc cho nơi này cho toàn bộ thế giới mong rằng do công đức này tai nạn có thể giảm nhẹ chậm xảy ra muốn hoàn toàn hóa giải sợ rằng sức chúng ta chưa làm được vì vậy chúng ta đồng tam hiệp lực làm chuyện này tôi giảng bộ đại kinh này để phối hợp với họ giảng kinh này viên mãn tôi lại giảng tiếp kinh hoa nghiêm đây là nhân duyên giảng kinh lần này chúng ta xem đoạn tiếp theo cái ly tứ cứu tuyệt bất phi phi tư lượng phân biệt chi sở năng giải tứ cú là có không cũng có cũng không chẳng phải có chẳng phải không bốn câu này những điều này đều nói về tâm phạm phu của chúng ta Tâm phàm phu quả thật là tâm luân hồi Trong tâm luân hồi phân biệt Chấp trước nghiêm trọng nhất Này chúng ta biết Trong thật tướng của các Pháp Có và không đều chẳng có Có và không là đối lập Cũng có cũng không Và chẳng phải có chẳng phải không Đều là hí luận Phật Pháp gọi những điều đó là hí luận Thí luận chẳng có ý nghĩa chân thật Những gì gọi là chẳng có nghĩa chân thật Trái nghịch chân tướng sự thật Lời này là thật Tuyệt đối chẳng giả Nhưng lời như vậy người tu lâu có thể hiểu Kẻ mới học sẽ khá khó hiểu Người nào có thể hoàn toàn tiếp nhận Chẳng hoài nghi Phải là người thượng căn trong Phật Pháp Nhưng căn tánh có thể nâng cao lên Nhờ quân tu Chúng ta là kẻ hạ căn Chẳng sao hết Chỉ cần tuân thủ giáo huấn Của cổ thánh tiên hiền Điều này khiến cho chúng tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ của Trung Quốc Bất thính lão nhân ngôn, ngợt khuy tại nhãn tiền Lão nhân là ai? Chư Phật Bồ Tát là lão nhân Cổ Thánh Tiên Hiền là lão nhân Trung Quốc Tôi có lý do để tin văn hóa Trung Quốc Chẳng phải chỉ là 5.000 năm Văn hóa cổ Ấn Độ Truy ngược về thời đại Bà La Môn là hơn một vạn năm Trung Quốc trọn chẳng thua kém họ chúng ta nói năm ngàn năm là gì vì thời đại thượng cổ chẳng có gian tự chẳng có ghi chép đều dựa vào truyền khẩu từ đời này truyền sang đời kia ấn độ vẫn là như vậy vì họ không coi trọng lịch sử còn người trung quốc coi trọng ghi chép lịch sử do đó khổng phu tử nói bản thân lão nhân gia thuộc lại chứ không trước tác tin tưởng chuộng cổ tôi cảm thấy hai câu ấy của luận ngữ vô cùng quan trọng đó là gì tu học thành tựu nhờ vào đâu thái độ tu học câu này nói rõ cả đời khổng tử chẳng sáng tạo chẳng phát minh. Chẳng có gì lỗi lạc. Những gì ngài học tu dạy truyền lại, hết thảy đều là của cổ thánh tiên hiền. Trong luận ngữ có rất nhiều câu. Tôi tin là từ cả ngàn vạn năm trước truyền lại. Lão nhân già thu thập hệ thống hóa chỉnh lý, dùng văn tự ghi lại lời cổ thánh tiên hiền để lưu truyền hậu thế vì vậy nói đại thành chí thánh tiên sư đã tập đại thành công đức này vô lượng vô biên chẳng có văn tự của ngài ghi chép những thứ được truyền lại cũng rất ít đây là cống hiến lớn nhất của ngài đối với người đời sau chúng ta nên có thái độ này Thái độ này của phu tử là tâm thanh tịnh Chẳng tự tư tự lợi Chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng Ngài yêu thích những giáo huấn của cổ nhân Nói cách khác Ngài ưa chuộng thánh nhân Ngài là thánh nhân Nếu Ngài chẳng phải là thánh nhân Làm sao có thể ưa thích thánh nhân Giống như 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử tham phỏng tỳ kheo các tường dân tỳ kheo các tường dân là sơ trụ Bồ Tát trong diện giáo Chính Ngài đã chứng đắc Nếu Ngài chẳng phải sơ trụ, sẽ chẳng thấy sơ trụ Chẳng phải là sơ địa, sẽ chẳng thấy sơ địa khổng tử có thể thấy hiểu nghĩa chân thật trong những giáo huấn của thánh nhân ngài đã đạt tới cảm giới ấy đã đạt thì dùng những giáo huấn của người khác là được rồi cần gì phải dùng của chính mình nêu gương tốt cho người đời sau đó là chính xác chúng ta phải nên học theo điều này vì vậy tôi giảng bộ kinh này Lần này là lần thứ 11 Phương pháp sử dụng trong lần thứ 11 khác hẳn Giảng bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Đây là thuật nhi bất tác Tính nhi hiếu cố Chẳng có gì của chính mình Cứ gì cứ phải của chính mình Hoàng lão cư sĩ chú giải tôi đồng ý Chẳng phải là giống hệt như của chính mình ư Cứ gì cứ phải nêu ra những thứ của chính mình Nêu ra những thứ hay đẹp của người khác Mong muốn hết thể tất cả mọi người Học tôn trọng cổ thánh tiên hiền Sẽ có đại lợi ích Chẳng tạo tiếng tâm lợi dưỡng cho chính mình chẳng làm chuyện tự từ tự lợi à, khiến cho tâm địa của chính mình được khôi phục à, sẽ thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần à, sư, phê... lìa tứ cũ tuyệt bác chi được tổng kết ngay sau đó phi tư lượng phân biệt chi sở năng giải chúng ta dùng tâm ý thức tâm mỹ thức chính là nghiên cứu trong hiện thời Nghiên cứu là gì? Dùng thức thứ sáu để phân biệt Dùng thức thứ bảy để chấp trước Có thể nghiên cứu những thứ chân thật hay chăng? Chẳng thể nào Đây là chỗ khác biệt giữa khoa học và truyền thống Trung Quốc Truyền thống Trung Quốc có thể kiến tánh Có thể khôi phục trí huệ trong tự tánh Khoa học không làm được Vì sao không làm được? Khoa học dùng tâm ý thức Dùng tâm ý thức sẽ đạt được tri thức Chẳng phải là trí huệ Hai chuyện khác nhau Cổ Ấn Độ và Trung Quốc Cổ xưa coi trọng trí huệ Tri thức là hạng nhì 25 bộ sử là tri thức 13 bộ kinh là trí huệ tri thức có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhưng quyết sách quyết đoán nhất định phải là trí huệ vì vậy trung quốc mấy ngàn năm ổn định là có đạo lý những thứ của tổ tiên thật sự tốt đẹp nếu chúng ta coi thường sẽ là đại bất hiếu tổ tiên lưu lại những thứ quá tốt như vậy Sao lại hơi hợt coi thường? Tiếp theo là linh minh động triệt, trạm tịch thường hằng. Đã hết thời gian rồi. Ngày hôm nay chúng ta học tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ học tập tiếp câu này. Nghệ lý trong đoạn này rất sâu chúng ta phải chú tâm cùng nhau học tập trong lần tới à ngày hôm nay học tới đây nam mô a minh đa phật